Rồi, hello cho các bạn ạ. Đến ngày hôm nay Linh báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay lên trang cà phê ép, mình thấy có một cái bài rất là hay các bạn. Có tiêu đề là rằng mắc kẹt tại văn phòng, nhiều nhà đầu tư bán tháo, giá đất hiện giờ chỉ bằng 60 đến 65% thời đỉnh số năm 2018. Đây là một cái tiêu đề thôi các bạn. Còn các bạn làm thị trường tại văn phòng á, cái giá hiện bây giờ nó như thế nào á thì các bạn thẩm định dùm cho mình và ghi xuống cái dòng của mình á, hiện bây giờ là giá nó thực tế nó như thế nào, cập nhật để cho anh em biết. Chứ còn ở đây là mình chỉ dẫn dắt lại của một cái tờ báo thôi các bạn, nó không có gì chắc chắn hết các bạn. Trước hết mình gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến các bạn. Hôm qua mình có đăng một clip về một cái bài hát, thì lâu lâu mình hát mình đăng là như vui vậy thôi, thì không ngờ các bạn có những lời chia sẻ mình cực kỳ thích thú, rất như là cảm ơn các bạn. Bài hát đó là mình hát cách đây 2 năm rồi các bạn, năm 2019 kia mình hát tại phòng thu của mình bằng cái công nghệ cũng rất là đơn sơ thôi, rồi mình ghép hình đồ vào vậy thôi chứ còn cũng không có gì hiện đại hết các bạn. Nên là cái bài hát là cái âm thanh này nọ nó dừng lại mức độ vừa phải thôi, chứ không phải như cái phòng thu âm người ta lập những cái tập âm hoặc là người ta chỉnh sửa mình thế nào thế kia thì cái giọng khác. Mình là hát cái bằng công nghệ Trung Quốc như các bạn biết rồi, chỉ là một cái máy thu âm bình thường thôi, thì hát lên cũng nghe cho vui các bạn này. Như các bạn biết cuộc sống của chúng ta có hai phần, phần xác và phần hồn. Phần xác thì lâu nay chúng ta để ý nhiều nhưng mà ít khi để ý đến phần hồn. Phần hồn là cái tâm hồn đó các bạn, những cái suy nghĩ, cái tâm tư, những nguyện vọng, những cái đó nó nuôi nuôi dưỡng trong tâm hồn của chúng ta rất là nhiều những điều lớn lao. Có khi chúng ta lo cơm áo gạo tiền quá, không lo đến cái cảm xúc của mình, là đó là một cái thiếu sót rất là lớn các bạn. Thì lâu lâu mình hát mình chia sẻ với các bạn cho vui vậy thôi, chứ còn mình hát cũng bình thường vậy đó, chứ còn cũng không có gì hết các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã có những lời nhận xét, những lời chia sẻ. Rồi sắp tới là có khi mình mình hứng hứng thì mình hát lên một số bài để mình chia sẻ với các bạn cho vui. Rồi mình chia sẻ với các bạn một bài báo nói về bất động sản các bạn ạ. Như các bạn biết á, cách đây 2 năm 2018 á, Bác Văn Phong trở thành một cái tên không thể không nhắc đến trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đặc biệt năm 2018 có một sự kiện rằng Quốc hội của mình đưa ra ba cái địa danh Bác Văn Phong, Văn Đồn và Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế của Việt Nam. Trong khi Quốc hội đang bàn có nên thông qua hay là không á, là ba cái địa phương này giá đất sốc cực kỳ nóng các bạn. Phải nói là sốc cực đỉnh luôn. Phải nói rằng đi vào lịch sử của những cơn sốc đất của Việt Nam các bạn. Ở Phú Quốc mà nói các bạn là tăng tới mấy chục lần rồi. Văn Phong cũng rất các bạn. Có những vị trí là tăng trên 10 lần các bạn. Để mình chia sẻ với các bạn có những cái thông tin như thế này. Hơn 2 năm trước, Bác Văn Phong trở thành một cái tên không thể không nhắc đến trong bài toán bỏ vốn đầu tư. Thông tin quy hoạch Bắc Văn Phong trở thành đặc khu kinh tế đã kéo thêm cơn sốc đất điên đảo ở khu vực này. Những lô đất trải dài rộng mênh mông, không hạ tầng đã nhanh chóng được thu gom và chuyển nhượng lại với tốc độ quá nhanh, chỉ trong ít ngày, ít tháng. Chưa khi nào giá đất Bắc Văn Phong lại thổi và nâng lên với giá chóng mặt như vậy. Còn nhớ một số lô đất ven biển đều bị thu mua với mức giá cao gấp 10 lần so với trước đó. Trước đó tăng giá quá mạnh như vậy. Tháng 5 2018 như các bạn biết là Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh là cấm giao dịch, khiến giá đất đã bị giảm một cách nhanh chóng. Cái trường hợp này nó giống như thành phố Đà Nẵng các bạn.
thành phố Đà Nẵng sau khi lên cái cơn sốt mạnh mẽ, đặc biệt là đỉnh điểm vào tháng 3, tháng 4 năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã giống như là có một cái động thái rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là đồng chí Bí Thư lúc đó mình nhớ là ông Trương Quang Nghĩa có một cái câu nói rất nổi tiếng các bạn ạ. Là phải kìm cái giá đất của thành phố Đà Nẵng xuống. Lúc đó là dường như cả thành phố Đà Nẵng đều ra quân. Những cái lều, cái quán, những cái văn phòng bất động sản mà làm tạm bợ, nói các bạn là dẹp hết. Từ tất cả các khu đô thị cho đến những cái mặt tiền này nọ coi như dọn sạch, không còn một cái nào hết các bạn. Dạo gì dạo nó cũng góp phần làm cho cái đội ngũ những người môi giới này là tan đàn xẻ cánh hết các bạn ạ. Tất nhiên tại thời điểm đó là giá bất động sản nó đã thụt lùi đến điểm rồi. Nhưng mà cộng với sự quyết liệt của chính quyền thành phố đã góp phần làm cho cái bất động sản của thành phố Đà Nẵng tại thời điểm nó hạ nhiệt rất là nhanh các bạn. Thì mình đọc lại cái câu chuyện của bác Văn Phong, nó giống giống như thành phố Đà Nẵng các bạn. Như vậy là từ tháng 5 2018 là tỉnh Khánh Hòa đã có những quyết định rất là mạnh mẽ. Đó là lệnh cấm giao dịch. Tất nhiên cái lệnh cấm này nó đúng quy định pháp luật không thì mình chưa biết các bạn. Nhưng mà rõ ràng những cái lệnh cấm này nó tập trung vào những cái vị trí. Ví dụ như là không được cho phép tách thửa, hoặc là không cho phép chuyển động mục đích sử dụng đất. Những cái việc như vậy nó cũng góp phần làm cho thị trường bất động sản nó nguội dần các bạn nhé. Thế còn trong một cơn sốc mạnh mẽ như vậy mà chính quyền không ra tay, không có một cái biện pháp gì á, thì rõ ràng thả nổi như vậy rất là nguy hiểm các bạn. Sau khi chính quyền Khánh Hòa thực hiện những cái biện pháp mạnh mẽ như vậy, cái cơn sốc nó hạ nhiệt khá là nhanh các bạn. Thì sau đó như các bạn biết là những cái hoạt động mà giao dịch đã sụt giảm rất là mạnh. Nhiều văn phòng môi giới bất động sản rơi vào tình cảnh là đóng cửa im lìm. Đến đầu năm 2021, ăn theo là cơn sốt đất cục bộ tại nhiều địa phương, thị trường Bắc Văn Phong rục rịch sôi động trở lại. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đi sang hàng để tìm kiếm những cơ hội. Đặc biệt thị trường Bắc Văn Phong còn diễn ra tình trạng bán tháo của một số nhà đầu tư vì họ không thể cầm cự nổi. Ông Lê Nam, chủ tịch quản trị Hội đồng Công ty Bất động sản Gia Lâm, một nhà đầu tư 10 năm kinh nghiệm cho biết, cách đây ít tháng nhiều văn phòng môi giới Bắc Văn Phong đã mở trở lại. Các thương vụ giao dịch của văn phòng môi giới tại thời điểm này giao dịch khoảng từ 5 đến 7 giao dịch một tháng. Nhiều nhà đầu tư từ các tỉnh thành đã về đây tìm hàng. Nhà đầu tư từ Hà Nội này tiết lộ rằng ông đã bỏ vốn vào 10 lô đất tại Bắc Văn Phong. Nhà đầu tư này tiết lộ ông ta đã bỏ ra chỉ bằng 60 đến 65% mức giá đỉnh điểm năm 2018. Ví dụ như là ông ta dẫn chứng như thế nào các bạn này. Một cái lô đất ở mặt tiền biển á, giá thời kỳ đỉnh điểm năm 2018 là có giá là 7 tỷ đồng. Hiện bây giờ ông mua được với một cái mức giá là 4 tỷ đồng với 200 mét vuông. Còn cái thông tin nó xác thực như thế nào thì mình nhờ các bạn ở địa phương đó có một vài ý để anh em biết, chứ còn mình chỉ thông tin là thôi các bạn ạ. Có thực sự đất ở đó có giảm 60 đến 65% hay là không? Hay là có vị trí nào thì mình cũng chưa có nắm rõ. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn vì sao các nhà đầu tư là quay trở lại Bắc Văn Phong. Như các bạn biết, Bắc Văn Phong là một trong những tỉnh thành nằm trong diện là quy hoạch trở thành đặc khu. Nhưng hiện bây giờ cái lục đặc khu nó dường như là không bao giờ xảy ra nữa các bạn. Nó giống như Phú Quốc bây giờ. Nhưng vì sao ở Văn Phong nó vẫn cuốn hút các nhà đầu tư như vậy? Vì sao người ta quay trở lại? Nó có vấn đề gì ở đây các bạn? Thì để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số thông tin. Và qua cái thông tin này á, là chúng ta đã học được rất là nhiều từ các nhà đầu tư lão luyện.
mình nói các bạn, người ta bỏ tiền ra người ta mua cả chục lô là không hề đơn giản đâu các bạn. Có nghĩa rằng người ta có một cái tầm nhìn, người ta có một cái suy nghĩ rất là lớn lao. Mình chỉ học theo cái cách của họ thôi là mình đã thành công rồi các bạn. Để mình chia sẻ với các bạn vì sao người ta đã đầu tư một cách mạnh tay như vậy. Để mình chia sẻ với các bạn vì sao các nhà đầu tư người ta mạnh mẽ như đánh như vậy. Mặc dù Bắc Văn Phong đã trải qua một cái thời kỳ sốc đỉnh điểm. Qua những cái bài chia sẻ với các nhà đầu tư, mình có một số ý mình tóm lại như thế này các bạn này. Và đây là cái thông tin của các nhà đầu tư người ta chia sẻ, mình chia sẻ là các bạn thôi, chứ còn một thực tế mình cũng chưa đến cái vịnh Văn Phong là như thế nào ra. Mình chỉ nhìn trên cái bản đồ thôi các bạn. Có thể nói rằng Bắc Văn Phong là một cái vị trí rất đẹp các bạn. Ở nơi đây là có biển và có một cái vịnh rất là đẹp. Đây là vịnh Bắc Văn Phong các bạn này. Đó, các bạn nhìn trên Google Maps là có một cái vịnh Bắc Văn Phong rất là đẹp. Ở đây còn rất là hoang sơ. Đặc biệt là có một cái bãi biển rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn vào đây là có một cái bãi biển rất là đẹp này. Còn rất là hoang sơ luôn các bạn. Chưa có đầu tư dự án gì hết trơn á. Các bạn thấy rằng có một cái vịnh cực kỳ đẹp. Với một cái tiềm năng vị trí như vậy, phải nói rằng vịnh Bắc Vân Phong tương lai làm du lịch cực kỳ tốt các bạn. Không có gì có thể tuyệt vời hơn ở Bắc Vân Phong. Nếu như về phát triển du lịch, nó giống như Đà Nẵng không khác gì hết các bạn. Có vịnh, có bãi biển là mình nói bạn cực kỳ đẹp. Bởi vì sao mà các nhà đầu tư người ta kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của Bắc Vân Phong? Đặc biệt là như các bạn biết là sau khi nghe thông tin tỷ phú người Mỹ là gốc Việt là Jonathan Hạnh đã tài trợ 5 triệu đô la để làm quy hoạch toàn bộ cái khu vực này. Như vậy có thể nói rằng về quy hoạch là vịnh Bắc Vân Phong á đã nằm trong quy hoạch của thành phố rồi. Đó là về quy hoạch các bạn ạ. Thứ hai là về giao thông, mình nói các bạn là mình thấy cũng tương đối thuận tiện. Các bạn thấy đường quốc lộ 1A nó đi ngang qua cách cái vịnh này không có xa lắm. Như vậy là về du lịch đi đường bộ cũng rất là thuận tiện. Có thể là chúng ta có những con đường chúng ta rẽ vào đây rất là thuận tiện các bạn này. Các bạn thấy không? Đó. Đi rất là nhiều con đường các bạn. Ở đây có con đường đi dọc biển rất là đẹp các bạn. Ở đây có một cái hòn đảo rất là đẹp các bạn, nằm giữa vịnh này. Hòn đảo này có một cái đặc biệt đó là khi nào nước thủy triều, như bạn biết là từ đây các bạn đi qua đây á, là nó hình thành một con đường biển rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy một cái vịnh cực kỳ đẹp. Và từ ở thành phố Nha Trang này các bạn đi lên tới đây á, là tầm tầm khoảng 60 km các bạn ạ. À, ở thành phố Nha Trang đây. Thành phố Nha Trang như các bạn biết là có sân bay ở đây. Nếu như các bạn không đi đường bộ được, các bạn đi đường sân bay, từ sân bay các bạn đáp xuống ở đây nghỉ dưỡng một thời gian rồi ấy. Từ đây các bạn đi lên đây ấy, là tầm tầm khoảng trên 2 tiếng đồng hồ tí là các bạn có thể đến được khu vực này rồi. À, nói về giao thông là nó cũng tương đối thuận tiện các bạn. Nó cũng giống như Đà Nẵng đi vào Tam Kỳ ấy, khoảng 60 km đi đường quốc lộ đó các bạn. Một cái điểm nữa mình thấy các nhà đầu tư cũng phát hiện ra đó là thời tiết khu vực ở phía Nam, như các bạn biết là nó rất là ôn hòa, ít bão. Nên khả năng làm du lịch rất là tốt. Thời gian khai thác nó cũng rất là nhiều. Ví dụ như là ở các tỉnh phía Bắc hay là một số những nơi nào thời tiết nó khắc nghiệt á, một năm làm du lịch chỉ có một mùa thôi. Nhưng mà riêng ở những cái tỉnh phía Nam á, một năm có thể là làm 4 mùa các bạn. Có nghĩa là bão là lao mới ghé thăm, chứ còn cơ bản quanh năm suốt tháng dường như là điều kiện thời tiết rất là ôn hòa, có thể là khai thác quanh năm các bạn. Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng các bạn. Nếu như chúng ta làm du lịch là chúng ta phải tính đến cái thời tiết nó như thế nào. Yếu tố thứ tư mình chia sẻ với các bạn là giá hiện bây giờ nó cũng giảm cũng khá là sao rồi. Không biết rằng cái thông tin này nó đúng như thế nào. Nếu thực sự giá nó giảm đến 50% mà nói các bạn là một cái giá rất tuyệt vời các bạn. Không dễ gì ở một cái nơi nào giá nó giảm sao đến như vậy. Nó vì sao mà có một cái nhà đầu tư người ta chia sẻ, người ta mua tới 10 lô.
hoặc là người ta mua một miếng đất giá so với thời trước chỉ còn hơn 50% một xíu là một cái giá cũng rất là tốt các bạn. Tuy rằng chúng ta thấy một số tiền lớn 4 tỷ 5 tỷ là một số tiền rất là lớn, nhưng mà người ta thấy rất nhiều tiềm năng của toàn bộ khu vực này. Các bạn thấy ở nơi nào có biển, có sông, có núi là nơi đó phát triển du lịch rất là tốt. Toàn là những các nhà đầu tư Hà Nội hết các bạn, chứ không phải là loại xoàn đó các bạn ạ. Và một cái ý mình cũng chia sẻ với các bạn á, trong tờ báo này người ta không nói, người ta không cập nhật kịp một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa. Đời vừa rồi như các bạn biết là các bạn đọc báo nghe một cái thông tin là sắp tới là chính phủ sẽ trình ba cái tỉnh thành trực thuộc trung ương giai đoạn là từ năm 2021 cho đến năm 2025. Đó là gồm có tỉnh Khánh Hòa, Bắc Ninh và Thừa Thiên Huế. Như các bạn biết là những tỉnh nào trực thuộc trung ương chắc chắn sẽ có những cơ chế rất là khác. Điều đó tạo điều kiện cho những cái đơn vị này phát triển rất là mạnh mẽ, đặc biệt là về hạ tầng. Có thể nói rằng nếu Khánh Hòa mà trực thuộc trung ương á, mình nghĩ rằng Khánh Hòa sẽ phát triển rất là mạnh mẽ nữa các bạn. Thì bây giờ như các bạn biết là Khánh Hòa là có Nha Trang rồi, đã quá nổi tiếng rồi. Bây giờ Bắc Vân Phong mà đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, hoặc là có những cái tập đoàn lớn về đây người ta đầu tư, hoặc là người ta xây dựng những cái khu nghỉ dưỡng á, là mình nói rằng khu vực này nó phát triển rất là mạnh mẽ này. Các bạn nhìn trên cái bản đồ các bạn thấy một cái vịnh cực kỳ đẹp, một cái nơi nó gần biển như vậy là rất thuận tiện về phát triển du lịch. Đường xá giao thông thì bây giờ mình nghĩ rằng nó chưa phải là hoàn hảo, đi trên đường quốc lộ là nó chưa phải là tốt đâu các bạn. Nếu như sau này thành phố phát triển thêm, mở một con đường khác so với con đường quốc lộ đi thẳng tới Vịnh Mũi Phan, mình nghĩ rằng Vịnh Mũi Phan này nó còn phát triển một cách mạnh mẽ nữa. Có nghĩa là khách du lịch người ta đến sân bay Nha Trang, và từ sân bay người ta có một con đường riêng, người ta đi thẳng tới Vịnh Mũi Phan, rút ngắn được hành trình trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ trở lại. Mình nghĩ rằng Vịnh Mũi Phan này nó còn phát triển nữa. Có còn đi trên đường quốc lộ như bạn biết là con đường chung, đi qua ngõ ngách rất là nhiều. Còn nói về vị trí, nói về thời tiết, nói về một số cái khác nữa, mình nghĩ rằng Vịnh Vân Phan một trong những cái vị trí rất là đẹp, rất xứng đáng để có thể hình thành nên một khu du lịch trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Nha Trang thì những bạn biết là đã phát triển xếp vào loại là đỉnh cao rồi, ta không có còn gì phát triển nữa các bạn. Ở đây như các bạn biết là có tập đoàn Vingroup, người ta đã đầu tư ở đây rất là mạnh mẽ rồi. Ở đây có cáp treo qua rồi các bạn nha, đã hình thành mười mấy năm nay rồi. Nha Trang thì như các bạn biết là nguyên quả khu vực này phát triển rất là mạnh rồi, dân cư ở đây đã dài rồi. Thì phải nói một điều rằng Vịnh Vân Phan là một nơi còn rất là hoang sơ các bạn. Các bạn nhìn trên sơ đồ là các bạn thấy cực kỳ hoang sơ, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển nữa. Ở nơi đây theo mình, nếu làm những hạ tầng giao thông cực kỳ tốt á, là Vịnh Vân Phan này tương lai trong vòng 10 năm nữa nó phát triển và nó là mạnh mẽ đó các bạn. Vấn đề là tỉnh Khánh Hòa người ta có những cái quy hoạch như thế nào, khu vực này mới điều quan trọng các bạn. Còn các bạn đầu tư thì các bạn nhớ một số yếu tố sau đây này, đặc biệt là cái chính trị, là các bạn phải hết sức lưu ý cho mình tí. Nếu các bạn biết đời vừa rồi là chính phủ trung ương đã về làm việc, đã có những cái sai phạm liên quan đến đất đai, và một số cái lãnh đạo ở tỉnh Khánh Hòa sắp tới sẽ bị kỷ luật. Điều này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiềm năng phát triển của Khánh Hòa nói chung các bạn, cũng giống như Đà Nẵng của mình thôi chứ không khác gì hết các bạn ạ. Một thành phố nó đang phát triển như vậy, nó đang đùng đùng nó đi lên như vậy, nhưng mà bị thanh tra chính phủ vào nói các bạn là dường như mọi thứ nó bị chậm lại, mất ít nhất phải vài năm sau các bạn. Thì mình nghĩ rằng Khánh Hòa chứ cũng không khác gì Đà Nẵng đâu, tiềm năng rất là tốt, nhưng hiện bây giờ đang thanh tra
là mình nói các bạn là một số cái hoạt động về xây dựng hay là một số cái hoạt động về quy hoạch như thế nào đó, nó sẽ có một thời gian nữa. Sau này mọi thứ nó sắp xếp đâu vào đấy rồi ấy, thì những cái khu vực này mới mới có cơ hội phát triển được. Còn các bạn có cái hướng đầu tư lâu dài, mình nghĩ rằng Bắc Vân Phong vẫn là một cái nơi cực kỳ xứng đáng để các bạn xem xét đưa vào cái danh mục đầu tư của mình. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.